Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Các bạn camera đây. Hello, mình là Nam Ngôn. Hello các bạn ha. Hôm nay thì có một cái gọi là có một cái tin vui là mình thấy mấy bé bạn dịch Hà Lan của mình đã đẻ được cũng khá khá trứng rồi, 4-5 trứng gì rồi. Thì cùng đi vô đây coi ha. Coi coi là mấy bạn dịch đó sinh hoạt như thế nào. Cảm ơn anh em nha, cảm ơn anh em đã ủng hộ nha, 5.000 like rồi, quá đã luôn. Ồ, cây này hôm nay ra trái, cây này là ra trái quá trời luôn, nhìn mê luôn á. Trái đỏ ao à. Ok các bạn, đây để mình nói sơ lại chút xíu cho những bạn nào mới lần đầu tiên biết ha. Thì lúc trước, thứ nhất là hai bạn dịch này gọi là nguồn gốc của nó là có nguồn gốc từ Hà Lan ha, gọi là vịt Hà Lan. Còn tiếng dân giả anh em hay gọi là vịt mỏ ngắn, khâu đất đó. Thì nó cái kích thước của nó nhỏ hơn khoảng phân nửa so với lại con vịt bình thường của mình. Nó còn nhỏ hơn con vịt trời nữa đó, và nó rất là dễ thương, mỏ nó rất là ngắn, mỏ càng ngắn thì giá trị càng cao. Thì cái này một người em tặng cho mình một cặp, lúc trước mình thả trong một cái khuôn viên farm của mình đây khoảng 1.300 m², thì nó cũng đã có đẻ trứng, nó sinh hoạt rất là dễ thương ở đây. Nhưng mà tuy nhiên là cái không gian nó rộng quá, đôi khi là tụi nó ham chơi quá, tụi nó không có đạp mái nhau. Thì con cái nó chỉ đẻ, con mái nó chỉ đẻ ra cái trứng mà không có cồ, ấp không có nở. Cho nên là hôm bữa mình đã dời nhà tụi nó vô cái không gian này hẹp hơn, để con trống nó phối con mái. Để hy vọng là mình đẻ được bầy vịt con, mình đang rất là mong chờ một bầy vịt con đi theo con vịt mẹ. Cái hình ảnh nó rất là dễ thương luôn. Đó, thì mình nhốt vô đây, thì hôm nay là mình thấy nó đẻ được 5 trứng các bạn. Đó, để 5 trứng thôi, giờ vô đây nha, mời anh em vô đây nha. Hôm bữa mình đưa vô đây á, mình sử dụng cái tăng màu hồng, không biết anh em nhớ không, nhưng mà cái tăng đó nó có vẻ nó hơi cao, vịt nó cũng làm biến chui vô nhảy, nên mới đổi cái tăng này nó thấp hơn cho dễ vô đó. Thì đây này nó rất là dữ ha, con vịt thì nó rất là bảo vệ cái lãnh địa của nó ha. Mình vô là ở đầu nó cự nữ đồ ghê lắm. Anh em thấy không? Con gà, con vịt, con chim giống như nãy con chim cu á. Trong cái clip trước con chim cu mình cũng có nói là cái trứng nào mà nó không có cồ con chim cu nó, hoặc là nó cảm thấy nó không có an toàn, thậm chí là không có thích thú với nó thôi, nó sẽ đá cái trứng nó đi ra ngoài, nó không ấp nữa. Thì ở đây chúng ta thấy con vịt cũng y chang, nó đẻ ra 5 trứng nhưng mà nó đá một trứng đi ra ngoài. Thì theo như kinh nghiệm và rất là chính xác là cái trứng này nó không có sự sống ở trong này, nó không có phôi, không có cộ trong này, cho nên là nó không có ấp nữa, nó đá ra ngoài luôn. Thì còn 4 cái trứng kia là đang ấp. Thì mình đang rất là hy vọng là 4 cái trứng này sẽ có cồ để mình ấp ra được một bầy vịt con. Thì thường thường là mình thấy trống mái đều vô ấp hết nha các bạn. Cả đực, cả cái trống mái, vịt đực, vịt mái gì cũng vô đây ấp hết trơn á. Thì không biết là mình đang tính để cho nó ấp theo kiểu tự nhiên luôn. Chứ mình không có đem ra ngoài máy ấp, tại vì mình muốn sau này con nó nở là có mẹ nó dắt luôn, sẽ dễ thương hơn đó. Béo hình như cặp này mình cũng đang hóng bầy con nó ra, cũng giống như cái clip trước bên chim mình nói là mình muốn coi bầy con nó ra là trắng hay là giống con cha hay là nâu giống con mẹ đó, chưa biết luôn. Wow, 9.000 rồi hả, rất là vui luôn, đông vui quá. Thì vịt ở đây mình cho ăn cám thôi, cám vịt thôi, rất là đơn giản. Do con vịt này nó nhỏ cho nên là cái trứng của nó cũng nhỏ hơn so với vịt thường ha các bạn ha. Và vỏ trứng vịt thì nó khá là cứng. Khá cứng hơn trứng gà, dày vỏ hơn. Thì ấp cái trứng da cầm này á, cái trứng này gọi là trứng không phải da cầm, thủy cầm. Trứng vịt gọi là thủy cầm, nó sẽ khó hơn cái trứng gà ở chỗ á. Nó cần độ ẩm cao hơn đó, nó cần độ ẩm cao hơn. Thì cái độ ẩm này á, có nghĩa là nó cung cấp cái độ ẩm cho cái trứng vịt cần độ ẩm nhiều hơn cái trứng gà. Và tùy thời điểm thì con vịt, các bạn biết là con vịt nó sẽ xuống đây, nó xuống cái hồ nước để nó bơi. Thì cái phần lông bụng của nó sẽ bị dính nước, thì khi nó lên nó ấp á, thì cái nước đó sẽ cung cấp độ ẩm cho cái việc ấp trứng. Các bạn hình dung không? Nó có hết ha. Cho nên là ấp trứng vịt nó sẽ khó cái chỗ mà chúng ta phải canh ẩm.
đó, nó chui vô nó nằm nó ấp. Đây con vịt này cũng mới bơi xong nè, vịt này mới bơi xong cho nên là cái bụng ướt nhẹp nè. Nó có chút xíu à, nó có chút xíu à. À, các bạn thấy cái mỏ nó ngắn không, mỏ nó rất là đẹp. Thì thật sự mà nói là ở trên thế giới có rất là nhiều cái dòng vịt rất là đẹp nha các bạn, rất là đẹp luôn. Gần gũi mà gần gũi nhất á là vịt yên ương, vịt yên ương rất là đẹp luôn. Ngoài ra còn rất là nhiều loại vịt khác nhau mà rất là đẹp khác. Cảm ơn Minh Long tặng quà. Oh, thank you bạn Minh Long đã tặng quà nha, thank you Minh Long. Coi chừng nó nhảy ra ngoài, đóng cửa luôn đi em, nó nhảy ra ngoài, mất công anh em mình dí mửa mệt lắm. Cho dí luôn hả? À? Dạ. 300 người xem rồi, thank you anh em rất là nhiều luôn. Trời ơi, quá đã luôn. Còn đây là con vịt mẹ đây. Con vịt mẹ này, cái họng nó rất là lớn. Miệng này đi chữ lộn phải nói khói đỡ luôn. Ôi ôi, té. Trời. À, không biết là các bạn thích thích vịt màu trắng hay là vịt màu này ha. Như thằng Teppy con mình là thích vịt màu trắng, tại nhìn nó quen thuộc. Gần 400 người xem. Wow. Cái họng nó rất là lớn luôn. Nhưng mà hai con gì nó, hai con này là hai con vịt tơ các bạn. À, cái khả năng phối của con trống nó chưa có được tốt lắm. Cho nên là vẫn chưa có sản phẩm. Hy vọng là lần này sẽ có sản phẩm ha. Mệt to quá. Đây là cái trứng hư nè. À, có một cái cách thử trứng hư mà lâu quá mình quên là thả vô nước rồi thấy nó động đậy hay sao. Nhưng mà như lúc đó là nó phải tượng con ở trong đó rồi. Phải có con ở trong này nó động đậy ở trong đó, khi nó thả vô nước á thì cái trứng nó sẽ nổi. Nhưng mà cái các bạn biết là chúng ta sẽ bị mất trọng lực ở trong nước, đúng không? Thì khi chúng ta thả cái trứng ở trong nước mà nó nổi lên á thì chỉ cần một cái rung động nhẹ thôi thì cái trứng nó sẽ bị lúc lắc. À, thì hình như cái cách cổ điển, cái cách mà gọi là dân gian rồi đó, giờ là tao thả cái trứng vịt ở trong nước. À, thả trứng vịt trong nước xong rồi cái trứng vịt nó sẽ nổi lên. Thì nếu bên trong mà nó có cái con nó sống á thì nó sẽ lúc la lúc lắc kìa nè. Thì nó chỉ cần một cái rung động nhỏ thôi cái trứng nó sẽ lúc lắc theo. Thì chúng ta nhìn cái trứng mà chúng ta thấy nó lúc lắc á thì chúng ta sẽ biết à có con ở trong đó, con đang sống ở trong đó. Thì đó là cái cách thử gọi là đơn giản dân gian, coi như rẻ tiền, lấy cái thau nước thả vô rõ thôi. Rồi còn xôi trứng với tùm lum thì mình cũng chưa có thời gian để mà mình trải nghiệm mấy cái đó nhiều lắm. À, đây là cặp vịt đầu tiên mà mình nuôi nha các bạn. Gà mình nuôi rất là nhiều rồi nhưng mà vịt thì lần đây là lần đầu tiên mình nuôi. Thì ngày xưa mình cứ nghĩ là nuôi vịt đó, nó cần phải có cái ao rất là bự mới nuôi vịt được. Nhưng mà bây giờ thực tế mình thấy là như vậy cũng nuôi được rồi các bạn. Thì tất nhiên là càng bự thì nó sẽ càng tự do, càng bơi lội, càng thấy đẹp hơn. Đó, nhưng mà để mà gọi là có thể đủ điều kiện sinh hoạt, sinh sống thì một cái như thế này cũng là đủ rồi, một cái không gian như đây cũng là đủ rồi. Khi cần thì chúng ta sẽ thả nó ra ngoài cho nó đi chơi rộng rãi hơn. Đó, thì trong đây nó tập trung hơn, ở ngoài kia nó bị mất tập trung quá. Tụi vịt này lãnh thổ rất là cao ha, thậm chí là những con chim mà nó bay gần cái tổ nó thôi là nó cũng dí. Đó, cái con đực này nó dữ lắm, nó dí hết. Rồi thậm chí mình lúc trước mình thả nó ngoài đó mình cho nó ăn á. Cho nó ăn thì mình đi vô cái lãnh thổ nó cũng dí mình luôn các bạn. Mà cái tướng con vịt nó chạy thấy ghét lắm. Nó cắm đầu phía trước nè, hai cái tay nó chấp làm sao nó cắm đầu nó chạy quẩy nè, thấy ghét lắm. Bao nhiêu người coi rồi, thank you mọi người rất là nhiều nha. Hiện tại nó có khoảng gần 400 người coi rồi, tuyệt vời luôn. Vịt này á hả, vịt này thì mình không có bán nha, mình không có bán nhưng mà theo mình biết cái giá đó thì một con trưởng thành á, có thể sinh sản á thì nó đâu đó tầm 8 triệu. Còn vịt con á thì nó, mình thấy bạn kia bán là 4 triệu một bé vịt con. À,
Thì anh em nào mà muốn trải nghiệm thì có thể comment, mình sẽ chỉ cái chỗ cho anh em đem về chơi ha, mua đem về chơi, chứ mình không có bán. Anh đưa dịch lên cho mọi người xem, gần 500 người coi. Wow. Đây. Thank you anh em rất là nhiều nha. Đây mình sẽ mô tả coi con vịt này nó khác cái con vịt bình thường mà anh em thấy ở chỗ nào ha. Đầu tiên á, người ta kêu con vịt này á là con vịt mỏ ngắn, thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải nói tới cái mỏ. Cái mỏ của con vịt bình thường nó sẽ rất là dài, nó dài cỡ này nè, coi như là cái mỏ con vịt bình thường chắc nó dài khoảng gấp đôi hoặc là gấp hai rưỡi cái mỏ này đó. Thì con mỏ này nó cái mặt nó, cái mỏ nó ngắn, nó làm cho cái mặt con vịt nó dễ thương hơn rất là nhiều. Nằm yên cho anh, cho mày lên sóng cho mày nổi tiếng luôn nè, nổi tiếng luôn. Cái mỏ ngắn sẽ giúp cho cái bạn vịt nhìn nó dễ thương hơn, cái mặt nó baby cute ngáo hơn, không có dữ như cái mặt con vịt thường đó. Cái điều thứ hai nữa là cái kích thước, cái trọng lượng, cái kích thước của nó nhỏ bằng phân nửa hoặc là hơn so với vịt thường ha, rất là dễ thương đó. Thì đối với cái dòng vịt này á, mỏ càng ngắn thì nó sẽ coi như là càng mắc tiền đó, tại vì nó mang tính chất giống như là hàng độc lạ sưu tầm đó. Nông trại vui vẻ nó là thịt trống nhà em nhiều lắm, kỳ này không có cồ thì liên hệ nha, em đổi trống cho. Tuyệt vời, thank you em. Nông trại vui vẻ. Thank you nông trại vui vẻ nha. Nông trại vui vẻ này ở đâu ta? Nông trại vui vẻ ở đâu nông trại ơi? Nông trại vui vẻ ơi, em ở đâu? Bữa nào anh ghé tham quan luôn, nào anh ghé anh chơi luôn nha. Mở cửa đón tiếp là anh tới luôn. Hôm bữa đó là ngày... Bình Chánh được, ok. Ok, nông trại vui vẻ nha, nếu em ok thì hôm nào anh em mình hẹn nhau, giao lưu. Hôm bữa anh em mình nó nói là em có vịt yên ương với lại vịt vịt mỏ ngắn, anh thích cái nào em tặng anh cặp. Mình á, bản thân mình thì mình thích yên ương, tại vì yên ương nó màu sắc nó sặc sỡ nó đẹp lắm các bạn, nó đã lạ. Còn con vịt trắng này á, nếu mà tại vì cái hình dáng bên ngoài của nó màu trắng rồi mỏ cam cam thì nó khá giống con vịt mình, nó chỉ khác cái là trời ồn ghê cái mỏ. Bắt chồng nó lên nói chuyện thôi mà làm thấy ghê không? Các bạn để ý thì các bạn thấy là cái giọng của con vịt mái và con vịt trống nó cũng khác nhau các bạn ha. Hai tiếng kêu khác nhau, giống như con gà trống với con gà mái vậy đó. Thì mình thích vịt yên ương hơn, tại vì nó màu sắc nó rất là đẹp. Còn vịt này thì nó cũng khá là quen. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ vô từng chi tiết thì chúng ta mới thấy nó khác con vịt thường thôi. Nhưng mà mình hỏi thằng Teppy con mình là Teppy thích con vịt nào, thì Teppy nói thích con vịt trắng hơn, cho nên mình lấy cặp vịt này về. Mình cầm nó trên tay thì nó rất là ngoan hiền, nó làm như là nó vô số tội vậy đó. Mình thả nó xuống là ở đầu nó dí, nó đuổi mình đi, thấy ghét. Đây bà ơi, đây nè, được cái vịt á, nó đi theo cặp thấy ghét các bạn. Sau này mà nó có con nữa thì con nó đi theo nữa, còn đẹp ác nữa. Ok em, có dịp anh em mình gặp nhau nha Hải nha. Thì nó đẻ, mình để ý thì không phải là ngày nào nó cũng đẻ ăn trứng đâu các bạn. Có khi thì mỗi ngày đẻ ăn trứng, có khi mình thấy nó cũng nghỉ 2-3 ngày nó mới đẻ lại hả. Trời ơi, không quay được khúc này, khúc này nhiều khi bị này nọ. Thì đó, đây là một cái thêm một cái lọc nữa. Ở cái clip trước thì mình đã có lọc từ chim rồi, từ chim bồ câu. Clip này mình giới thiệu mình có cái lọc từ hai bạn vịt này. Rồi hy vọng sắp tới sẽ có coi như là những cái thành viên trong Nam Ngô Farm sẽ sinh sôi nảy nở trừ mình ra. Mình ba đứa mình đủ mệt rồi các bạn. Giờ mình mà sinh sôi nảy nở nữa chắc mình no luôn. Ok. Bây giờ các bạn thấy là mình cái trứng này nó cao quá đi, nó dễ bị rớt cái trứng quá nè. Mình cứ sợ là nó leo lên là nó rớt cái trứng xuống.
Đây để mình cho các bạn coi một cái ổ trứng vịt nó gồm cái gì ha. Nó chỉ lót rơm vô vậy thôi. Cái rơm này thì là mình lót sẵn cho nó. Mình lót sẵn cho nó để mà nó vô nó đẻ thôi. Bốn trứng này mà ra bốn con là ngon luôn nè. Đó các bạn, thì ở đây là mình xài một cái chén, ở đây mình lót rơm vô thôi. Trời ơi, có này đây nữa. Đùa thôi, ghẹo thôi, đây là idea giới thiệu ha. Đây là ghẹ sữa rim sa tế nha các bạn. Thì hôm bữa là hồi trước Tết á, là mình bán rất là mạnh cái sản phẩm này. Đây là sản phẩm signature của Nam Nonê luôn. Thì từ Tết vô tới giờ á, là nghỉ Tết. Thì bây giờ bắt đầu coi như là mở bếp lại ha, mở bếp làm lại. Thì mọi người xem livestream có thể vô cái TikTok shop của mình để mà chọn mua sản phẩm ha. Trên đó có ghim những cái sản phẩm ăn vặt của Nam Nonê. Thì mọi người có thể vô chọn mua. Đó như là một cái sự ủng hộ, một cái lời động viên đối với lại team Nam Ngô Farm cũng như là Nam Nonê, để có thêm nhiều động lực và thực tế nhất là có thêm kinh phí để làm nhiều cái nội dung hấp dẫn hơn, cũng như là có cơ hội mà đi xa hơn, tiếp cận với những cái nội dung nó hấp dẫn gây cấn hơn. Đây cũng là một cái mà mình rất là tự tin để mà quảng cáo với các bạn. Các bạn có thể dùng thử, rất là ngon ha. Đậm đà hương vị. Ok, cảm ơn bạn đang mua nha. Anh em vô TikTok shop để ủng hộ Nam Nonê nha. Dạ. Ok, thank you anh em nhiều. Ở trong TikTok shop anh em bấm vô, anh em sẽ có những cái ưu đãi ở trong đó. Đó là miễn phí giao hàng, đồ rất là nhiều cái ưu đãi trong đó. Thì anh em có thể vô chổng coi như là ủng hộ Nam Ngô Farm cũng như là Nam Nonê ha anh em ha. Để sắp tới sẽ có nhiều cái hay hơn cho anh em. Ok, thôi bây giờ mình cũng làm phiền tụi nó lâu lắm rồi. Giờ mình đi ra, mình chất lại. Nhưng mà mình sẽ sử dụng ít rơm lại, nhiều rơm quá nhiều khi nó bị rớt. Thấp thấp thôi, nhiều quá nó rớt. Đâu bây giờ mình sẽ giả bộ mình bỏ cái trứng mà nó đá ra ngoài vô đây luôn. Chắc phải đánh dấu quá, đánh dấu. Để đi ra lấy cây viết đánh dấu. Coi cái trứng này nó là cái trứng. Để mình lấy cây viết vô đây đi. Em đứng đây đi, để em đi ra lấy cây viết thôi. Đây. Mình sẽ đánh dấu vô cái trứng này là rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô chổng coi nó có biết cách nó đá ra lại không anh, coi có nó nhận ra cái trứng này là cái trứng mà nó đã từng đá ra lại hay không nha. Ok, này bỏ đây rồi, cho nó nằm vô nó ấp lại. Được cái con gà con vịt thì nó dạng hơn con chim. Mình bóc vô trứng nó thì nó vẫn ấp bình thường, nó không có giống như con chim. Con chim thì nó dù sao nó cũng xa lạ hơn. Thì mình mà bóc vô trứng nó nhiều khi nó bỏ luôn. Rồi ok anh em. Thank you anh em đã xem clip ha. Và anh em chúc cho mình may mắn đi. Lần này mình sẽ nở được bầy vịt con ha. Nhiều khi mở được bầy vịt con mà nếu mà được anh em ủng hộ về doanh số bán hàng, về lượt view, lượt like, lượt follow, lượt sập lại nọ thứ, nhiều khi nếu mà ra dịch con mình làm chương trình tặng cho anh em luôn. Ok không? Được ha. Để sẽ tặng quà cho anh em. Coi như là gọi là tri ân khách hàng hả? Tri ân khán giả vui vui đồ này nọ thứ. Ok. Rồi chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Hãy đón chờ những cái clip thú vị tiếp theo của Nam Ngô Farm. Bye bye. Ok anh em ơi. Bên này Kahi nó là lũng. Lũng.